Nhà đất Hằng đây. Xin kính chào tất cả các anh chị và khách hàng thân mến. Và để tiếp tục về tổng nhà đẹp và cả hợp lý, và cũng như chúng ta được thương lượng trực tiếp chính chủ, sổ hồng pháp lý rõ ràng, Vàng Ni sẽ hỗ trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà. Thì trong buổi chiều đẹp trời ngày hôm nay, Hằng Ni đang có mặt tại trục đường Nguyễn Tuân, một trục đường kết nối với đường Phạm Văn Đồng, đường Nguyễn Thái Sơn, thuộc trung tâm phường 3, quận Gò Vấp nha cả nhà. Nhà mình thì sát bên chợ Tân Sơn Nhất cũng như là sát bên sân bay luôn. Chúng ta di chuyển cho khoảng 5 đến 7 phút thôi á để gửi khách hàng mình. Một căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh nè, được gia chủ thiết kế theo kiểu hiện đại, một trệt một lầu. Bên trên thì gia chủ có thiết kế ban công chỗ cái bên ngoài á. Ngôi nhà hôm nay Hằng Ni giới thiệu với diện tích chiều ngang là 3m25, chiều sâu là 10m. Nhà mình thì nở hậu là 5m như cả nhà. Thuộc hướng chính là hướng nam, rất là phù hợp khách hàng mình, cứ mình là đông tứ trạch. Với công năng sử dụng bên trong nhà gồm phòng khách, phòng bếp, bên trên gồm 2 phòng ngủ nha. Một căn nhà gia chủ đang rao bán mức giá là 4 tỷ 500 triệu đồng. Giá còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ, và Hằng Ni sẽ hỗ trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà nha. Đường trước nhà của mình hiện hữu rộng khoảng 3m đến 3m rưỡi nè. Những cái chiếc xe hơi nhỏ nhỏ như là mấy chiếc Kia Morning thì chúng ta di chuyển vào tận nhà được luôn. Và nếu mà đường to hơn thì chúng ta cách mặt tiền đường phía bên ngoài chỉ khoảng chừng 40m thôi nha cả nhà. Nếu mà mấy chiếc ô tô 7 chỗ thì hoặc là xe tải chúng ta di chuyển rất là gần luôn á. Đó, một trục đường ngay trục đường Phạm Văn Đồng kết nối với quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận luôn nha. Cách chỉ khoảng 5 phút di chuyển thôi, sát bên trục đường Phạm Văn Đồng luôn, đi đâu cũng tiện hết á. Và Hằng Ni di chuyển vào bên trong ngôi nhà để chúng ta cùng tham quan. Có hai căn nha cả nhà, căn phía bên tay trái và căn phía bên tay phải của Hằng Ni. Thì hiện tại mình đã bán một căn rồi, chỉ còn một căn thôi. Vừa mới lên sóng thì gia chủ mình đã bán rồi. Cái này mình còn một căn này nè, chúng ta alo cho em để tham quan thực tế và sổ ngay nha. Gia chủ thì có trang bị cho mình một lớp cửa sắt phía bên phía trước nè cả nhà. Lớp cửa sắt 4 cánh ở đây, chúng ta có thêm một cái tấm kính cường lực nữa. Đó, rất là chắc chắn luôn rồi. Và không gian khu vực phòng khách của gia đình mình, sofa, bàn trà, kệ tủ tivi, tranh treo tường, bên trên trần là trần chìm giật cấp kết hợp với đèn led âm trần, đèn trần chiếu sáng nè. Mảng tường này thì được gia chủ mình ốp những cái lam nhựa da gỗ, đèn trần chiếu sáng, tấm nhựa PVC làm điểm nhấn cho ngôi nhà. Đó. Và không gian bên trong phía bên tay trái của em là tủ để rượu, tủ trưng bày, được gia chủ sử dụng là chất liệu gỗ an cường, có chống mối mọt, chống mẩm bảo hành cho khách hàng mình trong thời gian sử dụng nha. Bên dưới chân cầu thang của mình có một cái tủ kho nhỏ nhỏ là tận dụng tối đa không gian luôn. Và đây bên trên trần của mình, đó, trần chìm nhật cấp kết hợp thêm một cái tấm bức tranh nè, trang trí làm điểm nhấn cho ngôi nhà. Và phòng bếp thì được gia chủ thiết kế liên thông với phòng khách phía trước nè cả nhà. Bộ bàn ăn 4 ghế, hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới đầy đủ hết rồi. Gia chủ mình ốp gạch cao phun trần luôn, có những cái phiêu chỉ màu vàng làm điểm nhấn. Bên trên trần của mình là đèn chùm kết hợp với đèn led âm trần, đèn trần chiếu sáng nha. Đó, hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới đầy đủ luôn á. Và mình có không gian khu vực toilet tại tầng trệt dành cho khách đi đến chơi nhà, có đầy đủ luôn nha. Sàn nước ở đây nè cả nhà, nhà mình có đám tiệc gì đó, mình rửa chén rửa gao ở đây thì cũng rất là tiện luôn, hay để đồ á. Đó, toilet thì có bồn vệ sinh, lavabo đun sôi, gạch ốp phun trần, vòi tắm hoa sen. Một căn nhà với diện tích chiều ngang là 3m25, chiều sâu là 10m, nhà nở hậu là 5m nha cả nhà. Hằng Ni đang báo diện tích đúng của mình luôn nha. Thuộc hướng chính là hướng nam. Giá bán gia chủ mình đang rao với mức giá là 4 tỷ 500 triệu đồng. Giá còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà của mình nữa. Thôi và cùng Hằng Ni chúng ta di chuyển lên trên nha. Cầu thang được gia chủ mình ốp đá hoa cương, tay vịn bằng trụ gỗ kết hợp với lan can bằng sắt nè. Phía dưới chân cầu thang của mình thì có đèn led âm luôn á. Em đang có mặt tại không gian khu vực lầu 1, được gia chủ thiết kế gồm 2 phòng ngủ. Một căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh, đầy đủ công năng để an cư sinh sống luôn rồi, sát bên sân bay Tân Sơn Nhất luôn. Tại đây thì chúng ta có không gian khu vực toilet sử dụng chung với 2 phòng nè. Bồn vệ sinh, lavabo đun sôi, vòi tắm hoa sen đứng, gạch ốp phun trần. Và mình có phòng phía trước nha. Phòng phía trước thì có ban công chỗ cái bên ngoài này cả nhà. Ban công nhỏ nhỏ ở đây. Đó. Đó, view ra khu nhà ở hiện hữu hết rồi. Khu dân cư mình ở hiện hữu rồi nha cả nhà. Đây, không gian bên trong thì chúng ta có giường ngủ nè, tủ quần áo, cũng như là máy lạnh riêng, tranh treo tường. Đây, khu vực mình treo cái tủ tivi ha. Thực ra chủ dán giấy dán tường nè, có tranh treo tường, đèn chiếu sáng đầy đủ luôn á. Và không gian khu vực phòng thứ hai nằm ở phía sau nè.
Ngay phía khu vực hành lang cầu thang của mình, chỗ lên trên được gia chủ thiết kế làm ô cửa giếng trời lấn sáng trực tiếp cho ngôi nhà, cho nên ban ngày thì đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn. Đó, phòng phía sau ha, chúng ta có giường ngủ nè, bàn trang điểm, ô cửa sổ chỗ khu vực giếng trời. Nhà tuy là nhỏ nhưng mà gia chủ thiết kế rất là thông thoáng luôn. Ở đây mình có một cầu thang sắt này di chuyển lên tầng tâm phía bên trên đó cả nhà, nơi đặt bồn nước bên trên đó. Đó, một căn nhà có 2 phòng ngủ, giá bán thì chỉ hơn 4 tỷ một tí, 4 tỷ 500 triệu đồng. Giá còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà của mình nữa. Và quý khách hàng mình quan tâm căn nhà này hãy alo cho Hằng Ni nha. Và video của Hằng Ni đến đây cũng kết thúc rồi. Em Ni xin trân trọng cảm ơn khách hàng mình rất là nhiều luôn đón xem ủng hộ cho em. À, đây khúc này nè cả nhà, chúng ta có thêm một cái chỗ giặt sấy nè, để máy giặt máy sấy nè, bên trên mình có sàn phơi quần áo đó. Đó, có đầy đủ công năng luôn nha. Và trong lúc xem em cái sai sót chỗ nào, mong với khách hàng các cô chú anh chị góp ý để Hằng Ni hoàn thiện hơn nha. Thôi em xin chào tạm biệt cả nhà mình nhé. Bye bye.